Làm gì đó? Họ gọi tôi tới. Đánh. Dừng lại đi. Đừng đánh nữa. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Lên, đánh. Sao rồi? Theo tôi. Đi. Bên đó là kho. Nhà kho. Qua đây. Tôi qua đó xem. Mau lên. Đại Hải, đi, làm việc đi. Xong hết rồi, Lưu Tam. Sao chưa thấy quân tiếp viện tới? Các anh em, nếu không đi thì không kịp nữa đâu. Đi thôi, được rồi, đi thôi, mau lên. Khoan đã, đợi thêm chút đi. Đại Hải, mỏ than Tây Sơn, chúng kia rồi. Mau quay lại đi. Đi, rút thôi, mau lên. Chạy đi. Ai cho cậu nổ súng? Nhiệm vụ của chúng ta là giữ chân chúng mà. Rõ. Có súng rồi anh em. Đi thôi, đừng ra đó. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Chúng ta bị lộ rồi. Một đám ngu ngốc, đến súng cũng không biết bắn. Canh chừng bọn chúng, không để chúng chạy thoát. Đợi quân tiếp viện tới, đám heo bò này coi như xong. Lên. Lên. Đi thôi. Đi. Ở trên núi. Đi. Làm cái gì vậy? Tôi nói rồi mà, cứ gặp là giết. Anh nhất quyết không nghe. Bây giờ bọn Nhật tới rồi. Nghe đi, anh vừa mới gia nhập đội du kích, phải nghe lời của tôi. Các anh em, không có lệnh của tôi không ai được ra đó. Đợi tôi ở đây. Lão Bác, Tiểu Bạch Long. Chị, mọi người tới làm gì? Đám người Thu Vũ Hào sao rồi? Bọn Nhật tới sợ cảnh sát, chặn mỏ hỏi trong mỏ than rồi. Đại đương gia, xem ra chúng ta tới vừa kịp lúc.
Tên Thu Vũ Hào này quả thật dự liệu như thần. Chả trách anh ta lại ngang ngược như vậy. Biết trước là chị sẽ tới cứu anh ta. Anh ta mà giỏi giang như vậy, chắc hẳn sẽ biết được khi nào chúng ta sẽ tới đó. Nhất Trận Phong, tôi biết là cô đã tới. Nếu như đã tới thì đừng chỉ dương mắt lên nhìn, mau ra tay đi. Tên Thu Vũ Hào này càng lúc càng ghê gớm thật đó. Anh ta vẫn biết là chúng ta đang theo sát anh ấy. Nhất Trận Phong, tôi cho cô hay. Tôi đã chuẩn bị một món quà cho cô, mau tới nhận quà. Đừng có chần chờ nữa. Cô mà còn lề mề, quân tiếp diện của bọn Nhật sẽ xông lên đó. Liêu Tam, lúc nào rồi anh còn diễn kịch vậy? Bọn Nhật nghe hiểu tiếng Trung đâu. Ba người ở lại đi. Các anh em đi theo tôi. Cẩn thận đó. Anh, là Nhất Trận Phong thật sao? Cô ấy cũng biết bọn Nhật có đồ ngon mà. Đại Hải, còn ngây người ra làm gì? Các anh em lên. Lên, lên. Đại đương gia, cô đến rất là kịp thời. Anh tặng cho tôi món quà lớn, tôi nào không dám nhận. Ai cũng có phần. Các anh em thu dọn chiến trường đi. Được rồi. Làm gì vậy? Anh nghĩ làm gì vậy? Khẩu súng này tôi lấy trước mà. Quên là canh vừa bị mắc kẹt ở trong mỏ than sao? Ai bị mắc kẹt chứ? Bị mù à? Dương Đại Hải, sao vậy? Nếu không phải chúng tôi tới kịp thời, anh sớm đã bị bọn Nhật giết chết rồi. Canh mù rồi sao? Các anh nhìn thấy tôi trong mỏ than sao? Chỉ là một khẩu súng thôi mà. Ông đây tay không cũng cướp được mười mấy khẩu súng đó. Cho các anh hết á. Dương Đại Hải, anh dân giáo làm cái gì vậy? Xấu tính vậy mà cũng ở trong đội du kích được hay sao? Có biết đang nói chuyện với ai không? Lão bác. Cái gì? Thu dọn chiến trường đi. Mỏ than Tây Sơn. Đã có việc gì? Báo cáo trung tá, nhà kho đã bị đội du kích cướp sạch rồi. Đã liên lạc được với Inokuchi chưa? Vẫn đang liên lạc, chưa có tín hiệu. Tiếp tục liên lạc đi. Rõ. Báo cáo, phó quan Inokuchi không tìm thấy tín hiệu. Cái gì? Nhiều tín hiệu như vậy mà không thấy cái nào sao? Đúng vậy, đã tìm tất cả khu rừng xung quanh, không thấy một tín hiệu nào. Chúng tôi sợ đi lạc đường, không dám đi xa. Phó quan à, trời sắp tối rồi, đến lúc đó muốn tìm đường cũng sẽ khó hơn. Tôi biết rồi.
Đốt lửa, cắm trại tại chỗ, khởi hành khi bình minh. Rõ. Đốt lửa, cắm trại tại chỗ. Các anh em, lên, nào, uống đi. Nào uống đi, phải đó. Ngon lắm. Chị dâu, cô bé sao rồi? Vẫn còn sốt. Không sao, mau ăn đi. Rồi đi ngủ một giấc là khỏe lại thôi. Tôi nói vài lời được không? Hôm nay chúng ta đánh thắng trận, rất đáng đang mừng. Không chỉ có vậy, chúng ta còn chiếm được một lô vũ khí. Lần này đều nhờ có Thu Vũ Hào tay không tức sắt, trấn áp được bọn giặc ở mỏ than, lại còn cướp đi tất cả nhà kho của bọn chúng. Nào, nâng ly chúc mừng. Nào, lên. Tôi nói một câu, nếu như không có sự trợ giúp đắc lực của các anh em ở đây, Thu Vũ Hào tôi không là cái thá gì. Chén rượu này tôi cảm ơn mọi người. Cạn. Nào, cạn. Ngon lắm, rượu ngon. Dương Đại Hải. Đại Hải, chỉ ăn thôi đâu có được, uống một chén đi. Ngày hôm nay anh làm rất tốt. Nhưng mà Thu Vũ Hào, anh cũng rất là khá. Trận đánh với bọn Nhật lần này vừa quyết liệt lại vừa thông minh. Nói một câu thật lòng, đại đương gia cô, nếu như hôm nay không có cô đích thân tác chiến, tôi không thể thành công được. Sớm đã bị lũ Nhật làm thịt ngay ở đó rồi. Chén rượu này mượn qua kính Phật, kính cô một chén. Nào, nào, lão bác, lên, lên, đầy chén. Nào, tiếp đi. Chi bằng sau này cứ ở lại sơn trại, chúng ta cơm no rượu say, không phải lo nghĩ, cùng nhau đánh đuổi lũ Nhật, sẽ vui biết bao, có phải không? Đúng đó, chúng ta có phải là thổ phỉ đâu. Tự chúng ta sẽ đánh đuổi được bọn Nhật thôi. Đại Hải, đại đương gia, ý tốt của cô tôi xin nhận. Có điều, được, tôi không cưỡng cầu. Nào, uống rượu. Nào, 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 uống rượu. Nào, lão bác, nào, uống đi. Nè mập, được, đổ đầy đi. Các vị, Thu Vũ Hào tôi xin nói một lời. Hôm nay là ngày đầu tiên thành lập đội du kích cách tiết của chúng ta. Chúng ta bắt đầu từ con số 0 đến ngày hôm nay là nhờ vào điều gì? Chính là nhờ vào niềm tin của những con người của đảng cách mạng chúng ta. Các anh em, hôm nay chúng ta có thể được ngồi ở đây ăn thịt, uống rượu, có nghĩa là giữa chúng ta đã có duyên phận. Cho nên đại đương gia, tôi muốn từ hôm nay trở đi, mọi người chúc Thu Vũ Hào một chén đi, uống rượu. Lên. Dù sao hôm nay cũng là ngày thành lập đội du kích cách tiết của các anh, vậy nên tôi cũng tặng cho các anh một món quà mừng. Chỉ cần là thứ Tuyết Qua Trại có thể lấy được, các anh cứ việc chọn. Không nói đùa chứ, lời của Nhất Trận Phong tôi nhất ngôn cửu đỉnh. Hay, tôi tin lời mà đại đương gia nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu như tôi nhớ không lầm, hôm nay lũ Nhật đã tới tặng cho chúng ta 13 khẩu súng trường Akrisaka 38, 3 khẩu súng phóng lựu, còn có 30 quả lựu đạn nữa, phải không? Được rồi, Thu Vũ Hào, anh nhớ kỹ thật đó. Nếu đại đương gia đã hào sảng như vậy, tất nhiên là tôi sẽ. Tôi chỉ muốn khẩu súng của ta đeo bên hông trái thôi. Dương Đại Hải, đại đương gia vừa nói gì? Anh uống say rồi phải không? Tôi chưa say, tôi chỉ mới uống có một chút thôi. Cô ta chẳng phải nói nhất ngôn cửu đỉnh sao? Chúng tôi thích thứ gì có thể lấy được cho chúng tôi, cô đều cho, phải không? Có đúng không? Đại Hải, Đại Hải, tôi chỉ thích khẩu súng cô ta đeo bên hông.
Dương Đại Hải, vậy anh có muốn tôi không? Không muốn cho phải không? Không muốn cho thì đừng có nói cho sướng miệng. Sao lại như vậy được? Nè Đại Hải, đại đương gia chúng tôi vốn là muốn tặng cho các anh mười mấy khẩu súng, còn lo các anh ngại mới hỏi các anh muốn gì. Cậu ấy say rồi. Đại đương gia, tôi là bác Bạch Long. Chẳng phải chỉ là một khẩu súng thôi sao? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại trung. Chị, khẩu súng này là lão trại chủ để lại cho chị mà. Đại Hải, anh mà động đến khẩu súng này, có tin tôi trở mặt với anh không? Đừng quậy nữa. Tôi động đến rồi đó. Anh đá tôi ra khỏi đội du kích đi. Cũng chỉ là một đội du kích vừa mới thành lập thôi mà. Lại còn ngồi chung một hội với đám thổ phỉ, có thể đánh được ai đây? Không có các người tôi vẫn đánh được bọn chúng. Đại Hải, nói vậy mà được sao? Anh Tử, Tiểu Vũ. Đại Hải nhất định là uống say rồi. Đại đương gia, cô đừng chấp nhặt trên ấy, anh ấy uống say rồi. Quân tử không lấy những thứ người khác yêu thích. Đại đương gia, đại đương gia, đại đương gia, đại đương gia, mở tiệc chúc mừng sao không để tôi tham gia cùng? Sao bây giờ mới tới vậy? Ngồi đi. Đại đương gia, đoán xem tôi đem thứ gì cho cô. Mau đem vào đi. Máy đo mực nước. Món đồ chơi này là máy đo mực nước à? Đây là công cụ phát họa bản đồ. Phát họa cái quái gì? Tôi nói cô nghe, hôm nay đám Nhật Bản đó bị tôi quay vòng vòng nguyên một ngày trong rừng, không tìm thấy mặt trời luôn. Xem ra bọn Nhật thật sự là muốn vẽ lại bản đồ của khu rừng. Chỉ dựa vào món đồ chơi này mà muốn vẽ bản đồ sao? Ra khỏi rừng được là may mắn lắm rồi. Nhất định không được bất cẩn. Có món đồ chơi này là có thể đo được độ sâu của rừng, có địa thế ra sao, còn có thể vẽ được tất cả phạm vi xung quanh. Nếu để bọn chúng vẽ được bản đồ khu rừng, chúng ta sẽ không còn ưu thế về địa hình nữa. Không còn ưu thế thì sao? Sợ cái quái gì? Thu Vũ Hào, gan của cậu nhỏ như vậy mà vẫn có gan thành lập đội du kích hay sao hả? Nè Tam Đương gia, các vị, các vị trong lòng của Thu Vũ Hào tôi đều là hảo hán, đều là anh hùng. Nhưng tôi nói một câu thật lòng, công bằng mà nói, quân chính quy của bọn Nhật không thể coi thường được. Với thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ có thể đối mặt với chúng ở trong rừng. Nếu đổi lại là đất trống thì đã bị bọn chúng tóm gọn rồi. Chúng ta không còn chỗ dung thân nữa. Thu Vũ Hào, cậu sợ? Ông đây không có sợ. Đại đương gia, mấy ngày nay Thu Vũ Hào tôi đã làm phiền nhiều rồi. Cảm ơn cô đã chăm sóc gia đình chúng tôi. Chén rượu này tôi xin uống. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Nhưng trước khi rời đi, tôi phải nói một câu này. Những lời tôi vừa nói nhất định phải để tâm, nhất định không được sơ ý. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Ngày trung tá, đã liên lạc được với Inokuchi chưa? Vẫn chưa, vẫn luôn bị ngắt kết nối. Tiếp tục liên lạc đi. Rõ. Dương Đại Hải, sao anh cứng đầu như vậy? Không lẽ muốn tôi quỳ xuống xin cô ta tha cho sao? Đầu của Nhất Trần Phong bị lừa đá rồi sao vậy? Anh mới là đồ con lừa đó.
Nè Lưu Tam, được. Lưu Tam, anh tài giỏi thật, anh giỏi hơn tôi rồi. Anh có giỏi thì bắn chết tôi đi. Tôi thực sự muốn bắn một phát kích liễu anh. Dương Đại Hải, anh chính là như vậy. Anh không có chút nghĩa khí. Nếu như anh thắng thì anh làm vua, nếu như anh thua thì anh làm giặc. Người Nhật mà cũng ngu ngốc như anh thì làm sao có thể chiếm được ba tỉnh phía Tây? Dương Đại Hải, sau này đừng hành sự theo cảm xúc nữa. Anh không còn trẻ nên làm gì chắc anh tự hiểu. Hôm nay Thu Vũ Hào tôi chỉ nói đến đây thôi. Đi hay ở tự anh quyết định đi, tôi không xen vào nữa. Nhưng nếu anh muốn ở lại thì bắt buộc phải nghe theo lời tôi. Sao rồi, đã hết sốt chưa? Đỡ nhiều rồi. Đã hết sốt rồi. Ngọc Châu à, ngày mai chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi. Ngày mai đi rồi sao? Anh đã nói chuyện với ông Khâu, ông ấy sẽ đưa chúng ta đến căn hầm phía sau núi. Anh nói cho em nghe, ở đó chúng ta sẽ thành lập một căn cứ địa riêng. Sao phải vội như vậy? Anh không đợi anh tự khóe lại rồi hãy đi sao? Không cần đâu. Anh muốn em và anh Tử, Tiểu Vũ ở lại sơn trại. Anh đã nói chuyện với Nhất Trần Phong rồi, cô ấy rất thích bọn em. Anh lại để em lại? Anh lại bỏ rơi em một lần nữa? Không được, em sẽ theo sát anh. Ngọc Châu à, em nghe nói nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ở căn hầm đó vất vả lắm, anh sợ em mà qua đó thì sẽ không chăm sóc được em. Em không sợ khổ, nhưng bây giờ em còn phải chăm sóc cho hai đứa trẻ, bất tiện lắm. Ngọc Châu à, em cũng biết lần này em trở về là có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là thành lập đội du kích, thứ hai chính là đoàn kết sức mạnh của Tuyết Hoa Trại. Bây giờ Nhất Trần Phong vẫn còn đang băn khoăn, cô ấy chưa muốn gia nhập cùng với chúng ta, cho nên anh mới cần em ở lại sơn trại làm công tác tư tưởng cho cô ấy, em hiểu không? Nhất Trần Phong là một cô gái rất tốt, thấu hiểu đại nghĩa, cô ấy sẽ hiểu được mà. Vậy còn anh Tử thì sao? Anh đã hứa với ba của anh Tử sẽ chăm sóc tốt cho nó. Anh yên tâm đi, em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh Tử mà. Anh biết. Vậy còn Đại Hải, bây giờ em còn là một người chị nữa không phải sao? Không lẽ em không muốn tìm cho Đại Hải một người vợ à? Ý anh là Nhất Trận Phong à? Đúng đó. Anh cũng nhận ra sao? Số phận đưa họ lại gần nhau cũng có lý do mà. Ngọc Châu, anh biết mấy năm nay em luôn muốn giúp sức cho anh. Em ở lại sơn trại chính là giúp sức cho anh rồi, em hiểu chưa? Được, em hứa với anh sẽ ở lại sơn trại. Nhị diệu cao thủ về rồi hả? Trong lúc chờ đợi chúng tôi bị mắc kẹt trong rừng, chiều ngày hôm nay mới ra được khỏi đó. Nói như vậy vẫn chưa vẽ được bản đồ phải không? Là tôi mất tài, nhưng có thể khẳng định địa hình rừng núi vô cùng hiểm trở, khắp nơi đều có bẫy. Hơn nữa trong đó không thể thu nhận được tín hiệu vô tuyến. Nếu như không thành thạo địa hình mà tùy tiện vào đó sẽ rất nguy hiểm. Tối hôm qua có hai binh sĩ đã rơi vào bẫy, đã bị thương.
cũng đã mệt rồi, đi tắm nghỉ ngơi đi. Sau đó chuẩn bị, tôi phải quay về Giai Mộc Tư. Rõ. Đại đương gia, Ngọc Châu và hai đứa trẻ phải làm phiền cô rồi. Yên tâm đi, hai người họ chính là chị em ruột của tôi. Sao lại như vậy được? Tôi thích như vậy, việc nào ra việc đó. Tôi thấy anh thật sự đã đuổi con lừa đó đi rồi sao? Tôi cũng như vậy, việc nào ra việc đó. Người không tuân theo quy tắc, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Nói cũng phải. Đi thôi, đi coi những thứ tôi chuẩn bị cho anh. Lão bác, mở ra đi. Anh Tam. Anh Tam. Lão Tam. Vậy lý gì? Lời nói của Nhất Trần Phong tôi nhất ngôn cửu đỉnh. Cảm ơn cô rất nhiều. Thu Vũ Hào, sau này gặp lại tình cảm vẫn nguyên vẹn. Nhị đương gia. Tam đương gia, hẹn sau này gặp lại. Nếu đại đương gia đã hào phóng như vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Các anh em còn ngay ra làm gì? Cáo từ. Cách tiết. Trung tá, hành động lần này là cho tôi tắc trách, xin người cứ trách phạt. Đại Hải, chẳng phải anh đi rồi sao? Tôi đi đâu được, tôi còn phải đánh Nhật mà. Tính nết của anh, chỉ có anh rể anh mới trị được thôi. Nhiều chuyện quá. Lưu Tam. Lưu Tam, còn phải đi bao lâu nữa? Vượt qua ngọn núi này là tới nơi. Vẫn phải vượt qua núi nữa sao? Sao vậy? Không đi được nữa à? Tôi đói quá. Đáng đời anh. Các anh em làm việc chăm chỉ đi, mau lên. Nào, lại đây. Được rồi. Nào, cố gắng lên. Đi. Nè, coi chừng đó. Nè, nhanh tay. Đại Hải, qua đây. Sao vậy? Đại Hải,
Theo những vị trí mà tôi đánh dấu trên bản đồ, xây thêm vài doanh trại bí mật. Cần nhiều như vậy làm gì? Chúng ta ở đây bao nhiêu người đâu? Đây không chỉ là nơi mà chúng ta sẽ ở, mà còn là nơi chúng ta ẩn náu sau này, hiểu không? Đại Hải à, nhớ kỹ, mỗi lần xây dựng một trang trại mới phải đổi một đội người mới. Như vậy là sao? Như vậy thì ngoài anh và tôi ra, chỉ có người mới mới biết được vị trí bí mật mà họ xây. Anh đang đề phòng họ sao? Đây là quy tắc của đội du kích chúng ta. Quy tắc cái gì chứ? Chẳng phải là sợ người khác làm lộ bí mật hay sao? Tôi nói cho anh biết Lưu Tam, những anh em này theo tôi từ nhỏ tới lớn, hơn nữa còn cùng tôi đánh bọn Nhật ở mỏ than. Anh không tin bọn họ, nhưng mà tôi tin. Đây không chỉ là vấn đề về niềm tin. Đại Hải, Ý tôi nói nếu như nghe, nếu anh bị bọn Nhật bắt được, sẽ ép anh khai ra doanh trại bí mật. Anh khai không? Có đánh chết tôi cũng không khai ra. Đánh chết cũng không khai. Nếu không may Ngọc Châu và Tiểu Vũ trong tay bọn chúng, anh có khai ra không? Đưa cho tôi. Ông Khâu, làm món gì mà thơm vậy? Tôi đến là để thu dọn cùng với mọi người thôi. Trên đường lại tóm được mấy món ngon. Các cậu phải ăn nhiều thịt vào mới có sức để đánh đuổi lũ Nhật cho người dân nữa. Đám anh em hôm nay có lộc ăn rồi. Ông Khâu, tôi thay mặt họ cảm ơn ông nghe. Thật không thể ngờ, nhanh như vậy mà cậu đã thành lập được đội du kích rồi. Ông Khâu à, sốc được tinh thần họ lên. Đám anh em này vốn rất là ngốc nghếch. Dù vậy thì chỉ cần sốc tinh thần đội lên, chúng ta sẽ nhìn thấy hy vọng. Đây là việc tốt lành mà, cho nên tôi phải báo cáo với cấp trên mới được. Làm phiền ông Khâu một chuyến rồi. Việc này có gì đâu mà phiền. Tôi mỗi ngày đều quanh quẩn trong khu rừng. Vũ Hào à, bước tiếp theo cậu tính làm gì? Nói thật lòng, đám anh em này dùng sức mạnh cơ bắp để xây mỏ than còn được, nhưng đối mặt với bọn Nhật vẫn cần có đao súng mới được. Tôi e là... Cho nên cậu cần gấp rút huấn luyện cho họ mới được. Nhất định phải nghiêm khắc rồi, để sau này đội ngũ phát triển lớn mạnh, chúng ta chắc chắn vẫn phải sắp xếp thêm người thân của những thành viên du kích. Công việc xây dựng sản xuất ở đây cũng phải quản lý chặt chẽ. Ông Khâu, ông cứ yên tâm đi. Những người anh em này đã nương tựa vào chúng ta, tôi sẽ chăm sóc tốt cho người thân của họ, bảo vệ họ thật tốt. Tôi dám chắc Kazenobu Yuki ngày mai sẽ tới Giai Mộc Tư tìm tôi gây sự. Việc của mỏ than cách tiết thật sự đã khiến cho Đại Liên rất không hài lòng. Kazenobu Yuki nhất định sẽ mượn gió bẻ măng. Kết quả tệ nhất chính là điều tôi rời khỏi Giai Mộc Tư. Có điều tôi sẽ không để cho hắn ta toại nguyện đâu. Việc mỏ than cách tiết bị phục kích, tất cả đều là lỗi của tôi, không kịp thời ứng cứu, xin trung tá cứ trách phạt. Cậu bị mắc kẹt trong rừng nên có thể tha thứ. Có điều việc của mỏ than Tây Sơn khiến tôi ngộ ra một điều. Đội du kích tấn công mỏ than, nhưng cuối cùng lại là đám thổ phỉ Tuyết Qua Trại đến giúp Thu Vũ Hào. Việc này nói lên điều gì? Nói lên Thu Vũ Hào và đám thổ phỉ là cùng một ruột. Đúng vậy. Nếu như muốn tiêu diệt Thu Vũ Hào thì đầu tiên bắt buộc phải tiêu diệt Tuyết Qua Trại. Có điều Tuyết Qua Trại nằm trong thâm sơn cùng cốc, địa hình vô cùng phức tạp, chứa nhiều cạm bẫy. Nếu như không thông thạo địa hình mà lại hấp tấp vô đó, hậu quả khó mà lường được. Đó cũng là lý do suốt bao nhiêu năm qua chưa tiêu diệt được Tuyết Qua Trại. Tôi nghĩ căn cứ địa của đội du kích chắc hẳn cũng ở trong rừng sâu. Cậu mau nghĩ cách điều đội trinh sát của Đại Liên tới. Họ thành thạo tiếng Trung và cũng hiểu rất rõ con người ở Mãn Châu quốc này. Để họ đi thăm dò khu rừng sẽ có hiệu quả. Rõ. Lần này chúng ta rời khỏi cách tiết vừa đúng lúc có thể dụ rắn ra khỏi hang.
đám Thu Vũ Hào nhất định sẽ nới lỏng cảnh giác mà đi ra khỏi khu rừng. Ý của trung tá là chúng ta sắp xếp mật vụ phục kích quân du kích. Chính xác. Có điều chúng ta trước hết cần xác định được mục tiêu hành động của đội du kích là gì. Lần này nhất định có thể tiêu diệt được đội du kích. Phải rồi, cậu đi điều Châu Bảo Hợp đến Gia Mộc Tư. Châu Bảo Hợp? Trung tá, tại sao lại... Sau khi Kaze Nobuyuki đến Gia Mộc Tư, chắc chắn sẽ quan tâm tới việc của hội nghị thân thiện. Tôi dự định là một vài công tác giao lưu. Việc này sẽ giao cho Châu Bảo Hợp xử lý. Rõ, tôi hiểu rồi. Đừng, đừng, đừng mà. Đừng, đừng. Tôi phải đi, cho tôi đi. Anh Tử à, anh Tử, để tôi đi đi. Anh Tử, đừng sợ, có chị đây rồi. Anh Tử à, chị bảo vệ cho em, không ai hại em đâu. Có chị ở đây rồi. Anh Tử à, em không muốn. Không sao, không sao. Chị dâu, em ấy sao vậy? Chị không biết nữa, bỗng dưng là như vậy. Đừng có sợ mà, cho em ra ngoài đi. Cho em ra ngoài đi mà. Em gái à, em đừng có sợ. Cho em ra ngoài đi. Đừng sợ mà, đừng có sợ. Có chị bảo vệ em rồi, không ai dám làm hại em đâu. Lưu Tam, chị tôi không có ở đây nên anh cho tôi ăn hành thôi sao? Sau này muốn huấn luyện nữa không? Đại Hải, chị anh không có ở đây cho anh ăn như vậy cũng đã là quá tốt với anh rồi hả? Nè, đây là để thưởng cho anh. Gần đây đã tập luyện rất là tốt, các đồng chí đều rất tích cực, tiến bộ rất nhanh. Anh cũng phải coi xem ai là người dẫn dắt mọi người. Các anh em dưới sự lãnh đạo của tôi đầy một bụng năng lượng, chỉ muốn đấu một trận ra trò bằng súng thật, đạn thật với bọn Nhật. Đại Hải, tôi vẫn nhắc nhở anh, chúng ta thường ngày tập luyện dù tốt cỡ nào cũng không giống với việc đánh bọn Nhật. Trên chiến trường phải dựa vào cái đầu và chiến thuật chứ không phải là dũng khí. Anh hiểu chưa? Bây giờ đội du kích chúng ta neo người, vì vậy chúng ta cần phải phát huy được ưu điểm của đội du kích. Với lại người ít, anh sao phải lo? Bây giờ rất nhiều người biết tin chúng ta đang chống Nhật đều muốn tham gia cùng. Tôi thấy là ngày mà chúng ta đuổi được lũ quỷ cút về Nhật sắp tới rồi. Đại Hải, anh nói rất hay. Tất nhiên có nhiều người là tốt. Sau này chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, vì vậy chúng ta cần phải mau chóng trang bị vũ trang, tăng cường sức mạnh, hiểu chưa? Được. Con bé đã tận mắt chứng kiến em trai của mình bị người Nhật giết chết, bị kinh hãi, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Cho nên chỉ cần bị kích động một chút là sẽ như vậy. Anh Tử, mẹ, mẹ ơi, em gọi chị là gì vậy? Mẹ ơi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ. Con xin lỗi, con đã hại ba mẹ rồi. Nếu như lúc đó con không ở Phúc Mãn Lầu, nhìn thấy Nakai Koichi, thì ba đã không đi ám sát Yamamoto. Anh Tử à, ba cũng sẽ không chết. Nè, em nói cái gì vậy? Mẹ ơi, nếu như con không đến bệnh viện làm loạn thì chú Thu đã cứu được mẹ rồi. Chú Khương cũng sẽ không chết. Con xin lỗi, là tại con. Đều là tại con hết. Em gái à, không phải lỗi của em đâu. Không phải lỗi của em. Nếu như nếu con chăm sóc tốt cho anh Nam thì nó sẽ không chạy linh tinh. Nếu như vậy thì nó cũng sẽ không bị giết chết. Là lỗi của con mẹ à. Con xin lỗi.
Anh tưởng đều là do người Nhật hại chúng ta. Sau này nhất định phải tìm lũ Nhật báo thù. Em gái, không sao đâu. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Không sao. Nếu như quỷ Nhật bao vây chúng ta, vậy phải làm sao? Cậu, bao vây từ phía này. Ghi nhớ ký hiệu tay của tôi. Như vậy nghĩa là gì? Xông lên, xông lên. Đã ghi nhớ chưa? Cố lên. Được rồi, nghỉ ngơi tại chỗ. Các anh em, mọi người có biết trong tất cả các bài huấn luyện bài gì là quan trọng nhất không? Chạy bộ là quan trọng nhất. Có biết vì sao không? Vì để đuổi theo quỷ Nhật, vì để lên đường hành quân, vì để thoát mạng. Không sai, chính là để thoát mạng. Các anh em, đánh quỷ Nhật phải nhớ kỹ hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất, linh hoạt quan trọng nhất. Quy tắc thứ hai, tham khảo quy tắc thứ nhất. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Chúng ta là đội du kích, không phải bộ đội chính quy. Bất luận về vũ khí trang bị hay là rèn luyện cá nhân đều không bằng người Nhật Bản. Cho nên trước tiên chúng ta phải sống sót đã. Chỉ có sống sót mới có thể đánh quỷ Nhật. Nếu không, cho dù anh dũng cảm đến mấy, không sợ chết đến mấy, cũng chỉ mất mạng mà thôi. Đã biết chưa? Biết rồi. Tôi biết, còn một số người vẫn chưa hiểu rõ. Không sao, chỉ cần tập luyện chạy bộ cho tốt là được. Nếu muốn chạy nhanh, muốn chạy xa, nghe kỹ đây, hô hấp là điều quan trọng nhất. Tất cả đứng lên, tiếp tục chạy, điều chỉnh hô hấp, rõ. Xông lên. Cố lên. Giỏi lắm chị dâu. Chị học cũng nhanh quá đó chứ. Đều nhờ em gái dạy giỏi thôi. Làm gì có đâu. Chị xem có mấy ngày thôi mà kỹ năng bắn súng của chị đã giỏi vậy rồi. Chị nghĩ là phải nhanh chóng luyện cho giỏi, để cùng mọi người đánh quỷ Nhật. Thu Vũ Hào có thể cưới được người vợ như chị, đúng là phúc phần của anh ấy tu được đó. Chị không làm gánh nặng cho anh ấy đã là mãn nguyện lắm rồi. Chị giỏi giang như vậy, sao có thể là gánh nặng của anh ấy được? Chị biết việc anh ấy làm là quá lớn. Chị biết việc làm của anh ấy rất quan trọng. Chị cũng không biết đạo lý cao vời gì hết. Nhưng mà chị tin những gì anh ấy làm là đúng. Đúng vậy. Có điều việc Thu Vũ Hào làm khó lắm. Sau này có thành công hay không, thật sự không nói trước được. Chị tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ đuổi quỷ Nhật Bản về nước. Vợ chồng anh chị đúng là hợp nhau thật đó. Phu sướng phụ tùy. Nhưng Nhất Trận Phong em cũng không biết khi nào mới gặp được một người như vậy. Em gái, có đôi lúc nhìn người không chỉ dựa vào đôi mắt mà còn dựa vào trái tim. Đại Hải, làm sao đi? Cái gì làm sao đi? Chỉ có hai tên Hán Giang, chúng ta nhiều người như vậy, cùng lên trực tiếp xử lý đi. Trong tay bọn chúng có súng, chưa để cậu lên đỡ chúng nổ súng thú quỷ Nhật tới phải làm sao? Dạ nói đi, phải làm sao? Tiết học trước tôi đã giảng những gì?
Làm gì làm sao nhớ được? Nhìn cậu đã biết không tập trung nghe giảng rồi. Anh đang làm gì vậy? Mau cởi ra đi. Cởi ra cái gì? Ngụy trang. Trời lạnh như vậy, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Chẳng phải đang thu lương hay sao? Thu lương cái gì? Chỗ nào đang thu lương? Nhìn cho rõ vào đi, không biết chữ sao? Đâu đây? Ủa, không phải chứ? Ở đây có hai vị quân gia. À, quân gia, phải đó. Nè, làm gì đó? Tôi muốn hỏi đây có phải là nơi thu lương không? Làm gì có thu lương cái gì? Đây là nhà kho. Ngài nhìn bên trên viết là kho lương đó thôi. Đại Hải, mau lên. Mau lên, nhanh đi. Mau lên, mau đi. Đại Hải, nhanh đi. Cái này khó coi chết đi được. Đội nón lên. Đội nón làm gì khó coi chết đi được. Bây giờ cậu là ngụy quân mà. Súng đâu? Thoải mái không? Không thoải mái. Anh thoải mái sao? Anh nhìn gì vậy? Đại Hải, vào trong xem sao. Xem gì? Vào trong. Làm trò gì vậy? Chuyển sạch rồi. Lưu Tam, chạy gì mà chạy nè. Đừng chạy. Trung tá, thuộc hạ nghĩ cách điều động người của tổ trinh sát. Bọn họ có lẽ 3 ngày sau sẽ tới Giai Mục Tư. Nói chuyện trước mắt đi. Kho lương ở thôn Tiểu Mã đúng là bị đội du kích của Thu Vũ Hào tấn công bất ngờ. Cậu thấy sao? Đội du kích đang phát triển mạnh mẽ, rất cần lương thực và những vật tư khác. Thuộc hạ cho rằng bọn chúng sẽ còn ra tay với những nơi khác. Cậu phân tích rất là có lý. Trung tá, chi bằng chúng ta thiết lập mai phục ở những kho lương và căn cứ khác phục kích đội du kích. Cách này tuy hay, nhưng với binh lực hiện giờ của chúng ta vẫn chưa đủ để gài mai phục ở mọi địa điểm. Muốn phục kích chúng có hiệu quả, cần phải biết mục tiêu tiếp theo của đội du kích mới được. Báo cáo. Có chuyện gì? Báo cáo trung tá, đại tá Kase đã tới. Đại tá từ xa đến đây, thuộc hạ không thể đón tiếp từ xa. Xin chào. Ông muốn mua đàn phải không? Tôi đến để giao da. Là da gì? 2 tấm da hươu, 1 tấm da lộn. Là ông chủ của cậu đích thân yêu cầu muốn lấy. Ông chờ chút nghe. Ông chủ à, người bán da tới rồi. Ông Khưu, Khánh Lâm, xong tới đây vậy? Tôi tới đây báo tin. Tình hình bên phía căn cứ sao rồi? Có Thu Vũ Hào ở đó, cậu cứ yên tâm đi. Quá tốt rồi, đi, nói tôi nghe tình hình ở cách tiết đi. Trung tá Na Cai, cục quân sự điều cậu đến Giai Mộc Tư. Cậu lại chạy tới cách tiết. Cậu tới là vì chuyện gì? Thưa ngài đại tá,
Thuộc hạ trên đường đến nhậm chức, nghe nói xuất hiện đội du kích đến cấp tiết là để tiêu diệt đội du kích. Cậu không những chưa tiêu diệt được, đến mỏ quặng Tây Sơn cũng để chúng phá hoại, ngay cả đội quân chi viện cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Chuyện này cậu tính giải thích sao với cục quân sự? Nếu không phải bên trên có người giúp cậu, chỉ dựa vào mớ bồng bông mà cậu để lại ở Đại Liên, cậu đã bị cách chức từ lâu rồi. Bây giờ tới giai mục tư, cậu vẫn dám làm việc thất trách. Đại tá có điều không biết, đội du kích của Cách Tiết là đội quân cũ của đội quân Đông Bắc, huấn luyện bài cũ, vũ khí cũng tốt, hơn nữa còn có lợi về mặt địa hình, quả thực rất khó đối phó. Làm gì có đội du kích nào, bọn chúng rút khỏi đây từ lâu rồi. Thưa ngài đại tá, có câu này không biết có nên nói hay không? Nói đi. Ngài chức cao quyền trọng, chỉ cần ở trên lãnh đạo là được. Chuyện ra trận giết địch, ngài cứ giao cho thuộc hạ là được. To gan, cậu dám mỉa mai tôi sao? Thuộc hạ không quý đó. Hữu nghị thịnh vượng mới là cách tốt nhất để thống trị Trung Quốc. Đao không dính máu, không tổn thất một binh một tốt, đây mới là cách của người thông minh. Thuộc hạ không nghĩ vậy. Không phải người Trung Quốc nào cũng tin vào chiêu hữu nghị thịnh vượng đối phó với phần tử kháng Nhật và đội du kích, bắt buộc phải dùng vũ trang. Tôi khẩn cầu đại tá phái thêm binh tới giai mục tư, tranh thủ một lần tiêu diệt đội du kích. Được, tôi nghe theo ý cậu. Tôi sẽ điều thêm binh lực một trung đội cho cậu. Có điều, nếu như trong vòng 3 tháng cậu không thể tiêu diệt được đội du kích, cậu định thế nào? Mổ bụng tạ tội với thiên hoàng. Phương Mai, người tôi đã sắp xếp xong rồi, đang đợi tiệm đàn. Có động tĩnh gì không? Thu Vũ Hào ở Cách Tiết đã tổ chức một đội du kích, tính đến bây giờ đã có hơn 40 thành viên rồi. Hơn nữa vũ khí đạn dược họ cũng đã tự mình kiếm được một ít. Bây giờ đội ngũ cũng đang dần dần mở rộng rồi. Nhanh như vậy sao? Thu Vũ Hào đúng là không phụ kỳ vọng của mọi người. Tôi phải nhanh chóng báo lên cấp trên, xin thêm biên chế cho họ. Đây đúng là một tin tốt. Có điều Thu Vũ Hào cũng vì chuyện này mà phải trả giá đau đớn. Ba vợ và mẹ vợ của anh ấy, vì để bảo vệ anh ấy, đều bị giết chết rồi. Còn có cả đứa trẻ Triều Tiên kia nữa, Kim Anh Nam, cũng đều bị giết hại một cách tàn nhẫn. Chuyện xảy ra khi nào? Cũng được hơn một tháng. Báo cáo với cấp trên, Thu đã tổ chức thành công đội du kích kháng Nhật ở Cách Tiết, nên xin tổ chức cấp thêm biên chế. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chơi với một lát đi mà. Chị ơi, anh Nam, chúng ta chơi đánh trận đi chị à. Anh Tử, anh Tử, anh Tử, anh Tử, anh Tử, nè, giúp chị ngăn nó lại. Không sao, anh Tử à, không sao. Mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ quá. Mẹ ơi, không sao.
Không sao rồi, sau này không được nghịch súng nữa. Trung tá, Kazen đúng là ức hiếp người quá đáng. Kazen đã đặt ra thời hạn 3 tháng cho tôi, chẳng qua là muốn gài bẫy tôi, dùng tôi vào chỗ chết. Trung tá, thời gian chỉ có 3 tháng, tiêu diệt đội du kích đã cách tiết, tôi căn bản không cần dùng tới 3 tháng. Chẳng qua tôi muốn lợi dụng Kazen để tăng binh cho chúng ta thôi. Nếu binh lực đã tăng lên, chỉ bằng chúng ta thiết lập mai phục, phục kích đội du kích ở cách tiết. Việc gấp phải làm từ từ, binh lực mới phái đến, chúng ta nhất định phải dùng vào việc quan trọng. Hơn nữa bây giờ chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn mục tiêu tiếp theo của đội du kích. Mai phục mù quáng sẽ rút dây động rừng. Chị dâu, sao không thấy con bé đỡ hơn chút nào vậy? Đã lâu như vậy rồi cũng không thấy đỡ hơn chút nào hết. Đứa trẻ này tội nghiệp quá đi. Bọn quỷ Nhật đúng là tạo nghiệp mà. Chị dâu à, chị xem ba mẹ và em trai của anh Tử đều chỉ đánh quỷ Nhật mà hy sinh. Chị nói xem làm vậy có đáng không? Nếu như là trước đây, chị cảm thấy không đáng. Nhưng ba của Tiểu Dũng vẫn thường hay nói, cách mạng là có nguy hiểm. Nếu muốn hoàn thành sứ mệnh, có thể rơi đầu, có thể đổ máu. Em gái, em nói xem, nếu như mọi người chỉ nghĩ tới gia đình nhỏ, không muốn đứng dậy phản kháng, vậy chẳng phải là bọn quỷ Nhật sẽ rất nhanh có thể chiếm lĩnh Trung Quốc của chúng ta sao? Chẳng phải chúng ta sẽ sống cuộc sống ngày ngày phải trốn chui trốn nhủi? Vậy nếu như tất cả chúng ta đều đứng dậy phản kháng, vậy chẳng phải chúng ta sẽ có hy vọng cuộc sống giống như trước đây sao? Em nói xem, những gì chị nói quả thật rất có lý. Vậy thì em gái à, gia nhập đội du kích đi, chúng ta cùng nhau đánh quỷ Nhật. Em sao? Chị à, em tới thăm chị nè. Đại Hải, cậu ơi, chị dâu, em đi trước đã. Cậu ơi, em gái à, em gái, cậu ở nhà ngoan không? Con ngoan không? Dạ ngoan ạ. Đại Hải, mọi người ở đó tình hình sao rồi? Bên đó mọi thứ đều ổn, tầng hầm tụi em cũng đã đào gần xong rồi. Lưu Tam nói vài ngày nữa có thể đón chị qua. Thật vậy sao? Thật. Cậu Châu, có, cậu có biết sự việc ở mỏ quặng Tây Sơn gây ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không? Trung tá bớt giận, đều tại tôi nhất thời sơ ý, không kịp thời nắm rõ tình hình. Niềm tin cậu một lòng trung thành với đế quốc Đại Nhật Bản, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Cảm ơn trung tá, tôi nhất định sẽ giúp hết sức mình. Dạo gần đây tôi bận việc tiêu diệt đội du kích, bỏ bê công việc hội nghị thân thiện. Tôi hy vọng là cậu sẽ thay tôi hoàn thành nhiệm vụ. Rõ. Tôi biết Mãn Châu Quốc thịnh hành múa nhị nhân chuyển, hay là cậu viết một bài hát để tuyên truyền hữu nghị, rồi tìm một gánh hát múa nhị nhân chuyển, chúng ta tổ chức một buổi biểu diễn, cậu thấy sao? Phim được dịch, thuyết minh. Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng viết thật hay. Rất tốt. Đại Hải, hành động lần này cậu phụ trách. Được. Anh không lừa tôi đấy chứ? Sao vậy? Không đồng ý à? Theo tôi. Xông lên, Đại Hải, vội vàng làm gì? Quan sát thêm chút nữa đi. Còn quan sát cái gì? Chúng ta cùng nhau xông vào, tiêu diệt hết bọn chúng đi. Các cậu nghe Lưu Tam giảng bài kiểu gì vậy? Không chịu lắng nghe.
Chúng ta không thể đánh nhau. Chúng ta có súng, người bên trong cũng có. Vậy phải làm sao? Rốt cuộc chúng ta cướp súng hay không? Cướp chứ. Nhìn thấy đường dây điện hay không? Lát nữa cắt đứt điện trước. Đợi trong phòng tối om, chúng ta xông vào. Được đó, Đại Hải. Còn một đường dây nữa, có vẻ là dây điện thoại. Trong phòng này khả năng sẽ có điện thoại. Nếu như chúng ta cứ vậy mà xông vào, bọn chúng gọi điện thoại cứu viện, chúng ta sẽ bị bao vây bên trong đó. Cắt đường dây điện thoại trước. Xong rồi. Cấm nhúc nhích, đứng yên đi. Thu súng không giết, thu súng không giết. Kẻ nào ra ngoài, giết chết kẻ đó. Đội trưởng Thu, đội trưởng Thu, làm rất tốt, rút mau. Được rồi, đi. Lưu Tam, đây là thứ gì? Có ít không? Có ít hay không vậy? Quá giỏi. Vậy tôi dạy cậu. Đi. Nhưng mà có ít hay là không? Có 4 cảnh sát bị thương. Đội du kích cướp đi 8 khẩu súng trường, 2 khẩu súng ngắn và rất nhiều đạn. Còn cả một bộ điện đài. Đám vô dụng. Chúng ta bớt giận. Hành động của Thu Vũ Hào giống như những gì mà ngài suy đoán trước đó. Tôi tin rằng bọn chúng chắc chắn sẽ còn ra tay. Vừa hay chúng ta có thể thiết lập mai phục, một lần tóm gọn được bọn chúng. Lương thực có, súng cũng có. Bước tiếp theo, hắn sẽ lấy thứ gì? Thuộc hạ không dám nói bừa. Tôi dám chắc chắn mục tiêu tiếp theo của Thu Vũ Hào chính là thôn Đại Dương. Bởi vì ở đó là nơi cung cấp ngựa chiến cho quân ta. Địa điểm chúng ta gài mai phục chính là ở đây.